Hoa sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Con xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình hai cây kỳ duyên nghiên đang hoa như hình ha. Hai cây này bộ dáng bộ tàn gần giống nhau hết nha cô chú anh chị mình. Bằng nhau, cái chiều cao nó bằng nhau, củ cũng giống nhau. Này là mình chơi một cặp rất là xứng đôi ha cô chú anh chị mình. Hai cây này đang nằm chậu C12. Đang hoa như hình rất đẹp luôn. Cây này củ bự hết lên trơn rồi nha cô chú anh chị mình ơi. Sứ già củ bự rồi ha. Con bán hàng thanh lý ha cô chú anh chị mình. Củ nguyên hoàn toàn không hư, không thẹo dích gì nha cô chú anh chị mình ơi. Tại con bán hết cho con thanh lý giá rẻ cho bao hết nha. Hai cây này dáng rất đẹp luôn. Mình mua về mình chơi Tết là vừa nha cô chú anh chị mình. Hai cây này con thanh lý giá 500k ha cô chú anh chị mình, rất là đẹp luôn. Đang nằm chậu C12, thanh lý giá 500k, củ có cây có củ hết trơn nha cô chú anh chị mình, chứ không phải cái loại mà nhỏ nhỏ không có củ ha cô chú anh chị mình, yên tâm nha. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau.